Ngọc Thơ, Thời báo chấm đê, kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Việt Nam bất lực trước sự hung hăng của Trung Quốc Ngày 12 tháng 6, AFA Tiếng Việt có bài bình luận của tác giả Nguyễn Hồng với tựa đề Với 40, Việt Nam bất lực trước sự hung hăng của Trung Quốc Theo đó, qua sự thụ động của Việt Nam tại đối thoại Shangri-La lần thứ 20 và sự bất lực trong đối phó với chính sách tàm ăn dâu của Trung Quốc chưa thấy có triển vọng bứt phá nào trong sự kết nối mới giữa Việt Nam với các định chế khu vực, hình ảnh bài trên AFA. Tác giả nhận xét, kỳ này tại đối thoại Shangri-La lần thứ 20, Việt Nam đã dự đoán trước được sự đụng độ căng thẳng giữa các cường quốc, đặc biệt là giữa hai bộ trưởng quốc phòng Trung Quốc và Hoa Kỳ. Tâm điểm của xung đột vẫn là xuất phát từ hai quan niệm đối nghịch nhau về trật tự thế giới hiện hành. Các đồng minh và đối tác của Mỹ đã hình thành ngay một bộ tứ thứ hai tại kỳ họp này, mà mục tiêu không có gì khác là để đối phó với mọi mưu đồ của Trung Quốc. Tác giả Mỹ Mai phải chăng Đại tướng Phan Văn Giang muốn tránh vòi chẳng xấu mặt nào, nên đã không đi dự đối thoại Shangri-La lần thứ 20. Người đi thay Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hoàng Xuân Chiến chỉ ngồi lắng nghe, dường như không phát biểu gì. Tuy nhiên tác giả cho rằng nếu ông ngồi im như thế thì thật là phí, các đội tàu và các lực lượng hải quân Trung Quốc đang cày xới trong vùng EEZ của Việt Nam. Ít nhất, ông Thứ trưởng vẫn phải đưa vấn đề này ra tại Diễn đàn An ninh chứ. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng ngày 25 tháng 5 từng kêu gọi Trung Quốc rút khỏi vùng EEZ của Việt Nam. Trung Quốc không những không đáp ứng mà còn tuyên bố trước thế giới làm gì có chuyện tàu Trung Quốc xâm phạm EEZ của nước khác. Tác giả nhắc lại, Tại đối thoại Shangri-La lần thứ 19 vào năm ngoái, Đại tướng Phan Văn Giang đã gặp Bộ trưởng Austin của Mỹ. Hai bộ trưởng đã đánh giá kết quả hợp tác Việt Nam và Hoa Kỳ thời gian qua đã đạt được những kết quả tích cực trên một số lĩnh vực như khắc phục hậu quả chiến tranh, đối thoại tham vấn, trao đổi đoàn an ninh biển, đào tạo, tìm kiếm, cứu nạn và hỗ trợ nhân đạo, gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc. Còn năm nay, Đô đốc Linda Fagan, nữ tư lệnh đầu tiên của lực lượng tuần duyên Hoa Kỳ đã có chuyến thăm đến Việt Nam. Nữ đô đốc 4 sao này khẳng định Hoa Kỳ trân trọng sự tham gia và vai trò của lực lượng chấp pháp biển Việt Nam trong các sự kiện hợp tác đa phương. Hình ảnh tàu tuần duyên Hoa Kỳ thăm Việt Nam. Tác giả tiếp tục nhận xét sự hiện diện của Việt Nam tại đối thoại shangri -La lần thứ 20 vừa qua ở mức tối thiểu Đoàn Việt Nam dự đối thoại chỉ có 5 người, số lượng thấp nhất từ trước đến nay. Và năm nay, lần đầu tiên cả đoàn quốc phòng Việt Nam mặc áo dân sự. Và tác giả đặt câu hỏi có phải đoàn Việt Nam muốn đẩy chính sách 4-0 lên mức cao nhất, tức là có hàm ý chỉ muốn quan sát đối thoại Shangri-La lần thứ 20 từ khía cạnh an ninh phi truyền thống, thậm chí là thuần túy về mặt dân sự. Theo tác giả, trong khi đoàn Việt Nam không phát biểu gì, thì tướng Austin của Mỹ lại nhắc đến Việt Nam 3 lần trong phát biểu chính thức. Tướng Austin đánh giá Indonesia và Việt Nam đã có những bước đi táo bạo trong việc giải quyết tranh chấp biên giới trên vùng biển hai nước và đấy là kết quả sau 12 năm đàm phán khó khăn. Bộ trưởng Austin cũng trả lời câu hỏi liên quan đến sự khác biệt về chế độ chính trị giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Nhìn từ tình huống này, những nỗ lực của Việt Nam để có được sự hỗ trợ từ Hoa Kỳ đã đạt được thành quả bước đầu tác giả dẫn lời một chuyên gia có mặt tại đối thoại để thuyết phục người khác trong bối cảnh ấy tốt hơn hết là đoàn việt nam nên phát biểu ý kiến tại một sự kiện lớn như thế này bởi vì việt nam muốn mỹ đẩy tàu khảo sát trung quốc ra khỏi vùng biển phía nam việt nam nếu có thể vậy thì trong tương lai sự hợp tác giữa hoa kỳ và việt nam sẽ là một kiểu hợp tác để đạt được mục tiêu như vậy tác giả kết luận qua sự thụ động của Việt Nam tại đối thoại shangri -La lần thứ 20 và sự bất lực trong đối phó với chính sách tầm ăn dâu của Trung Quốc, chưa thấy có triển vọng bứt phá nào trong sự kết nối mới giữa Việt Nam với các định chế khu vực, dù cho đến nay đã có đến hai bộ tứ trong không gian Ấn Độ, Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm với bản tin Việt Nam bất lực trước sự hung hăng của Trung Quốc mâu thuẫn sắc tộc Tây Nguyên đã âm ỉ từ lâu. Ngày 14 tháng 6, AFA tiếng Việt có bài Vụ nổ súng ở Đắk Lắk, mâu thuẫn âm ỉ từ lâu, khó có thể là sự bột phát. AFA dẫn ý kiến của nhà nghiên cứu và phân tích chính sách công của Việt Nam Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Quý Thọ cho rằng sự kiện ở Đắk Lắk hôm 11 tháng 6 là hết sức bất ngờ. Về mức độ nghiêm trọng, Tiến sĩ Thọ cho rằng có lẽ sự kiện này chỉ sau vụ đồng tâm và khó có thể nói rằng đó là sự bột phát như kiểu tức giận của một cá nhân hay một nhóm người. Hình ảnh bài trên AFA. Tiến sĩ Thọ cho biết Tây Nguyên có một số đặc thù phát triển. Đầu tiên, nổi bật lên là vấn đề di dân tự do mà đã để lại một số vấn đề khá nghiêm trọng đặc biệt với đất đai, rừng cũng như đất trồng trọt và đất ở thứ hai là một số vấn đề phức tạp về tôn giáo và chính quyền kiểm soát rất chặt chẽ thứ ba là vấn đề phát triển kinh tế và sự chênh lệch giàu nghèo cũng khá nghiêm trọng ba yếu tố trên có liên quan với người dân bản địa và người bản địa luôn có những suy nghĩ khác đối với di dân ở các nơi khác đến tiến sĩ thọ nhận xét tây nguyên là một địa bàn khá trọng yếu cả về kinh tế và an ninh trật tự đồng thời nạn phá rừng vẫn còn là vấn đề rất lớn ông thọ cũng cho rằng cần giải quyết vấn đề bình đẳng giữa người dân bản địa và những người ở nơi khác đến bằng cách quan tâm thỏa đáng hơn thí dụ như lồng ghép với các chương trình xóa đói giảm nghèo phúc lợi trợ cấp rồi những chương trình khác thậm chí có những chính sách ưu tiên về đất ở cơ sở hạ tầng đối với người dân bản địa afa dẫn ý kiến của một nhà nghiên cứu là người dân bản địa ẩn danh cho rằng vụ 11 tháng 6 là vấn đề lớn nhất trong 10 năm trở lại đây, là nguyên nhân chính bắt nguồn từ mâu thuẫn sắc tộc, mâu thuẫn trong cách quản lý nhà nước mà cao trào nhất là mâu thuẫn trong vấn đề thu hồi đất đai của đồng bào thượng. Nhà nghiên cứu ẩn danh nhận xét, nhà nước Việt Nam không cho tự trị và không gọi người dân tộc ở Tây Nguyên là dân tộc bản địa, mà chỉ gọi họ là dân tộc thiểu số. Hình ảnh bình luận của AFA, trấn áp không giải quyết được vấn đề nhà nghiên cứu này cho biết dân tộc tây nguyên là một bộ phận không thể tách rời của các sắc tộc trên lãnh thổ của một vương quốc cổ xưa nhưng chính quyền việt nam dùng những danh xưng nhỏ để phân nhỏ các nhóm cư dân sắc tộc ra để những người dân bản địa này không còn quan tâm đến nguồn gốc xa xưa của họ nữa cách quản lý của nhà nước gây ra sự khó chịu gây bức xúc nhiều cho đồng bào mà ngay nhiều nhà văn nổi tiếng của việt nam như nhà văn nguyên ngọc hay nhiều nhà văn khác ở việt nam cũng nói rằng từ khi mấy ông ở ngoài miền bắc vào các ông phá nát hết tây nguyên một khía cạnh khác được cho là khá nghiêm trọng theo nhà nghiên cứu này đó là chính quyền đưa những người ở nơi khác đến để quản lý chính bà con xé lẻ buôn nọ buôn kia rồi dùng những người đồng tộc để theo dõi bà con nhiều người cho rằng những người ở nơi khác tới xem thường họ nhà nghiên cứu nhận xét Vấn đề đất đai là vấn đề bức xúc lớn nhất bây giờ, nhất là ở cách thức thu hồi lấy đất của bà con, của đồng bào. Và chuyện bức xúc ấy nếu không giải quyết cho êm đẹp thì sẽ không bao giờ quản lý được tư tưởng, cảm xúc của người ta đâu và sẽ tiếp tục xảy ra những chuyện như vậy. AFA dẫn ý kiến của tiến sĩ Nguyễn Văn Huy từ Loch Ness, Cộng hòa Pháp cho rằng có thể học hỏi một số kinh nghiệm giải quyết vấn đề sắc tộc ở Tây Nguyên thời Việt Nam Cộng hòa theo đó cho người thượng ở tây nguyên một số quyền lợi như họ có người đại diện của họ trong quốc hội và những người lãnh đạo địa phương như là quận trưởng tỉnh trưởng thị xã trưởng hay xã trưởng đều là người thượng theo ông huy người thượng là họ không đòi hỏi gì hết họ chỉ đòi được quyền sinh sống trên đất đai của tổ tiên của họ và đòi được quyền thực hành tự do tôn giáo tín ngưỡng của họ Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo chấm d với bản tin Mâu thuẫn sắc tộc Tây Nguyên đã âm ỉ từ lâu. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh youtube và facebook của Thời báo chấm d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ Thời báo chấm d